Ba anh em chào mọi người, và em thấy là rất nhiều anh em bình luận trên kênh của em rằng là chỉ thấy quảng cáo thôi, không thấy cho xem nội thất gì cả với JBL ETA Plus. Và ngày hôm nay thì cùng với em xem về phần nội thất bên trong của JBL ETA Plus cho anh em khách hàng nhá. Đáp ứng nhu cầu tiêu chí anh em cần xem gì em mở lấy cho các bác nhá. Đây là phần nội thất bên trong của JBL ETA Plus. Đây, lại gần đây để cùng với em trải nghiệm xem là dòng ETA Plus phiên bản như thế này có đúng là phiên bản hàng chuẩn hay không. Để các bác và anh em lưu ý đây, hàng loại một bên em, anh em có thể chụp ảnh lại màn hình để chúng ta có thể tham khảo được với những mẫu sản phẩm khác bên các cái cửa hàng khác. JBL S8 Plus hiện tại đang là mạch vỉ đỏ các nhá. Còn nếu như nó có nâng cấp hay là nó có thay đổi thì em cũng sẽ thông báo cho các bạn và anh em ở những video tiếp theo. Hiện tại thì vẫn đang là mạch vỉ đỏ cho anh em rồi. Đấy, toàn bộ linh kiện nội thất bên trong nguồn biến áp đây. Đấy, có tụ, và anh em lưu ý giúp em nhé. Đây là hàng chuẩn loại một cho các bác và anh em lựa chọn. Nếu như các bác và anh em xem ở những cửa hàng khác họ có vỉ khác hay là họ có linh kiện khác thì các bác hãy lưu ý và chúng ta có thể tham khảo, đúng không ạ? Và JBL S8 Plus thì đương nhiên rồi, giá thành 1.350.000 đồng là một cái mức giá quá tốt cho anh em. Thời điểm hiện tại trong tháng 7, tháng 8, thậm chí tháng 9, JBL S8 hoặc tất cả những cái thiết bị âm thanh, đặc biệt là những cái dòng vang hay là dòng vang tương lai số thì thường nay đang được giảm giá rất là mạnh. Thế là anh em mua thời điểm hiện tại thì đang hời cho các bác anh em. Còn nếu như các bác anh em chần chừ, chúng ta đợi đến gần Tết chúng ta mới đi sắm đồ thì thực sự là lúc đấy vừa giá thành cao đấy, và thiết bị lại không có nhiều, hơn nữa mẫu mã chẳng còn để các bác anh em lựa chọn nữa. Vậy nên là các bác anh em nào mà mua thời điểm hiện tại thì xứng đáng là những cái người tiêu dùng biết hiệu quả đấy. Và JBL S8 Plus thì giới thiệu lại một lần cho anh em nữa. Dòng sản phẩm vang cơ lai số mới của JBL có tên model là S8 Plus phiên bản phay nhôm, giữ nguyên kiểu dáng của những cái dòng vang cơ lai số thế hệ mới bây giờ, có mặt màn hình LCD, có 3 phím chức năng âm lượng tổng, mic effect ở nhà, có đầy đủ các đường kết nối đấy nha, từ USB, cổng quang, Bluetooth, đường dây tín hiệu trắng đỏ mặt trong. Và bây giờ thì tất cả dòng vang cơ lai số đều sử dụng điều khiển remote rồi. Đấy, thì ví dụ em là S8 Plus thì cũng không ngoại trừ khả năng là có điều khiển tín hốt cho anh em nữa nhá, để anh em có thể chơi và thao tác đơn giản hơn. Tiếp theo nữa là ở bên góc tay phải đấy các bác, những anh em mà chúng ta chưa biết sử dụng vang cơ lai số thì bên em sẽ hỗ trợ là căn chỉnh trước cái giải echo reverb, còn lại thì các bác chỉ cần chỉnh lại cho em một tí về phần mic và phần nhạc thôi. Cái mic nên cái nhạc này nó lại phụ thuộc vào cái bộ thiết bị âm thanh các bác đang sử dụng cơ. Còn nếu mà em chỉnh thì em sẽ chỉnh theo mic nhà em, hoặc là em chỉnh theo loa nhà em. Thế là phần lớn anh em nhận về thì chúng ta lại phải chỉnh lại từ đầu. Thế nên là em sẽ để nguyên ở cái chế độ mặc định là 12 giờ để về các bác tự căn chỉnh nhé. Thừa thiếu giải nào anh em cứ vặn cho em thêm mũi tên theo đồng hồ thôi. Đấy, vặn bên tay phải thì là tăng lên, vặn bên tay trái là giảm đi, rất là đơn giản, dễ dàng sử dụng, và ở đây thì nó sẽ có ký hiệu sẵn rồi, đàng hoàng hết cho anh em. Ok, và bây giờ em sẽ cùng các bác mình em trải nghiệm cái dòng JBL ETA Plus hàng loại 1 này. Em cũng đã giải đáp và thắc mắc yêu cầu của em khách hàng hỏi phần nội thất rồi. Cứ quảng cáo không thấy cho xem nội thất là không được, đúng không ạ? Và có ngay nội thất cho anh em ở bên kênh Tục Audio Hải Dương để chúng ta tham khảo nhá. 1 2 5 5 6 7 8 9 9 10 11 2 5 5 6 7 8 9 9 10 11 2 5 5 6 7 8 9 9 10 11. Ok, đúng rồi, quá ngon rồi các bác, đúng không ạ? JBL S8 Plus thực sự là có echo vang dại tuyệt vời, từ giải echo có thêm 2 phím delay repeat nữa để các bác và em có thể căn chỉnh vang nhạy nhanh chậm, lặp nhiều ít theo ý muốn của mình, có thêm tính năng reverb để hỗ trợ cho những cái giọng hát của bác nào mà tốt một chút, chúng ta muốn bộc lộ cái khả năng ta hát, các bác thêm cho em tính năng reverb vào đây. Đấy, còn ngoài ra thì khả năng chống ú của S8 Plus tự động em thấy là khá là ổn để các bác mình em chơi phòng hát thì không có hiện tượng rú rít, và hỗ trợ cho anh em có một chất giọng tốt nhất trong phòng hát. Và nói chung là nếu như các bác mình em bây giờ mà muốn nâng cấp với em đi thì em khuyên thật là các bác mình em nên sử dụng những dòng vang cơ lai số, và ở thời điểm hiện tại thì những cái dòng này thực sự là giá thành rẻ và rất là chất lượng cho anh em. Không loại trừ khả năng những anh em mà đang chơi đẩy chúng ta cũng có thể nâng cấp với một con vang cơ lai số như này để hỗ trợ anh em hát hay hơn. Và nếu như các bác mình em đang cần JBL ETA Plus, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em Tùng nhá, 0979629336. Và video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn lại tất cả bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Nhớ đăng ký kênh cho em nhé. Xin chào các bác.